Good morning, good morning. Hôm nay là sáng ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày 17 tháng 3 và chúng ta có một cái thông tin lớn như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, đó chính là thông tin là Grayscale đã chính thức có 5 quỹ đầu tư mới, trong đó chúng ta có quỹ đầu tư Basic Attention Token, đồng BIẾT, Chainlink, đồng LINK. Tôi nghĩ đây là một cái thông tin mà rất nhiều bạn rất là vui, tại vì cuối cùng chúng ta cũng đã thấy là Grayscale đã tiến tới để mà mở quỹ đầu tư cho Chainlink. Kế đó là Decentraland, đồng MANA, Filecoin, đồng FIL và đồng LPT. Đây là cái thống kê được chia sẻ bởi Blockport và các bạn được đây thông tin chính thức được chia sẻ bởi Grayscale như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Và thật ra các bạn có thể lên trên trang web chính thức của Grayscale, đó chính là grayscale.co. Khi mà các bạn lên trên grayscale.co, các bạn có thể là tìm thấy những cái thông tin như là các bạn bấm vào là investment product, nghĩa là những cái sản phẩm của Grayscale, thì single asset các bạn thấy được là bây giờ trên Grayscale có những cái sản phẩm như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Chúng ta có sản phẩm đó chính là sản phẩm Basic Attention Token, chúng ta có sản phẩm là Bitcoin, đương nhiên chúng ta có Bitcoin Cash, chúng ta có Chainlink, chúng ta có Decentraland, chúng ta có Ethereum, chúng ta có Ethereum Classic, chúng ta có Filecoin, chúng ta có Horizon, Litecoin, Lipier, Stellar Lumen, XRP và Zcash. Tuy nhiên XRP bây giờ đang tạm ngưng, có nghĩa là bây giờ Grayscale không có thu mua XRP nữa. Nhưng mà thông tin này đã có nghĩa như thế nào và tại sao là quan trọng và có liên quan gì đến Bitcoin ETF, thường sẽ giải thích thêm một lát nữa. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì một đứa thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và đương nhiên những bạn nào mà chưa theo dõi Thuận Capital trên mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái thông tin như là Telegram, Facebook, Twitter vân vân. Và có một cái tài liệu thường chia sẻ trong cái video ngày hôm qua, đó chính là cái video 974 liên quan tới những cái ví mà có hơn 1.000 Bitcoin đó. Thì có một số bạn đã chỉ ra được đó là có một phần thường cần phải chia sẻ lại với các bạn. Đó chính là khi mà chúng ta nhìn vào cái đường màu vàng này, nghĩa là cái số lượng địa chỉ ví mà có hơn 1.000 Bitcoin đó. Như bên nào mà không rành về tài liệu thường chia sẻ thì nên xem cái video, chính là cái video 974 mà thường đăng ngày hôm qua. Thì khi chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này đó, chúng ta thấy được là cái đường màu vàng là có bao nhiêu địa chỉ ví có hơn 1.000 Bitcoin, có những cái địa chỉ ví của những cá voi đó. Thì chúng ta thấy được là năm 2016 đó, thì khoảng chừng là đầu tháng 9 chúng ta đã bắt đầu thấy có cái số lượng địa chỉ ví mà có hơn 1.000 Bitcoin giảm xuống. Thì chúng ta thấy được là giảm xuống, có nghĩa là chúng ta thấy được là giảm xuống liên tục từ cái mức là tháng 9 năm 2016, cái đường màu vàng này cứ đi xuống liên tục cho đến khi mà chúng ta đạt được cái đỉnh của năm 2017, lúc đó giá Bitcoin là gần 20.000 đô. Thì các bạn thấy được là cái thời điểm từ tháng 9 năm 2016 cho đến là tháng 12 năm 2017 là 1 năm 3 tháng. Hôm qua thường chia sẻ bạn đó là thường chỉ nói là thời gian chỉ mấy tháng mà thôi, nhưng mà thật ra năm 2016 khi mà hiện tượng này bắt đầu xảy ra là 1 năm 3 tháng sau giá Bitcoin mới đạt được đỉnh. Thì chúng ta thấy là bây giờ cũng có hiện tượng tương tự, là cái đường màu vàng này đang có xu hướng đi xuống, có nghĩa là chúng ta thấy được là thị trường đột ngột mất đi rất nhiều ví mà có hơn 1.000 Bitcoin, từ cái mức là 2.488 địa chỉ ví xuống tới cái thời điểm này. Các bạn thấy được là chỉ còn có cái con số, đừng zoom vào các bạn thấy rõ hơn, là 2.326 mà thôi, thì đã mất đi một số lượng địa chỉ ví có hơn 1.000 Bitcoin. Thì nếu như mà chúng ta lặp lại năm 2016 thì chúng ta còn thời gian cũng rất là xa, có nghĩa là 1 năm 3 tháng. Đương nhiên các bạn nên xem cái thông tin thường chia sẻ ngày hôm qua trong cái video 974 để hiểu rõ hơn. Một cái đề tài khác nữa thường muốn chia sẻ với các bạn, trước khi chúng ta trở lại để mà nói về quỹ đầu tư Bitcoin ETF cũng như là chúng ta thấy cái sự ủng hộ thị trường altcoin của Grayscale là có liên quan như thế nào, thì chúng ta thấy là ngày hôm qua thường có đăng một cái video, đó chính là cái video liên quan tới một cái quảng cáo cho VNDC. Và một trong những điều thường muốn chia sẻ với bạn đó, khi mà chúng ta nói tới một cái video quảng cáo như là video được gắn hiệu là sponsor, có nghĩa là đây là một video tài trợ, có nghĩa là một cái đối tác nào đó, nếu như mà thích channel Thuận Capital này, cảm thấy là mang lại giá trị cho cộng đồng thì có thể là đề nghị quảng cáo. Và đương nhiên đây chỉ là một cái quảng cáo mà thôi, không phải là một video review, cũng như không phải là một video thường khuyến khích bất cứ một bạn nào sử dụng bất cứ một dịch vụ nào hay là tham gia bất cứ một dự án nào trên channel Thuận Capital này trong vòng như năm qua. Các bạn có thể biết là không có khuyến khích bất cứ ai đầu tư vào dự án nào hay là sử dụng dịch vụ nào. Đây chỉ là một cái video quảng cáo mà thôi. Và bản thân Thuận thì ở Hoa Kỳ cho nên đương nhiên là không có sử dụng VNDC, cho nên Thuận cũng không có cảm nghĩ cá nhân về VNDC. Và những bạn nào mà muốn tìm hiểu đó thì các bạn cũng nên đọc những comment bên dưới, tại vì Thuận thấy là có comment ủng hộ cái dịch vụ này, có comment là có nhiều cái ý kiến trái chiều liên quan đến cái dịch vụ này.
Cho nên những bạn nào mà muốn tìm hiểu thì cũng nên đọc những comment để hiểu rõ hơn. Chúng ta bây giờ hãy trở lại để mà nói về cái tài liệu liên quan tới những cái quỹ đầu tư. Thì chúng ta thấy được là những quỹ đầu tư của Grayscale đó, thì cuối cùng chúng ta thấy là những cái đồng này đã có quỹ đầu tư riêng. Cách đây khoảng chừng là một hai tháng chúng ta cũng đã nói tới là công ty Grayscale đã nạp đơn để được có quỹ đầu tư và để được chấp thuận, và cuối cùng chúng ta thấy những quỹ đầu tư này đã có mặt. Thì có một số điều các bạn cần nên hiểu là đây là cũng là một trong những điều mà tôi nghĩ liên quan tới Bitcoin ETF. Tại vì sao? Tại vì trước hết chúng ta nói tới điều quỹ đầu tư, tại sao mà chúng ta thấy là gần đây công ty Grayscale lại liên tục nạp những cái tài liệu để được duyệt bởi SEC? Tại vì chúng ta thấy được là chúng ta bây giờ có rất nhiều những động tĩnh liên quan tới Bitcoin ETF. Bitcoin ETF là một cái quỹ đầu tư Bitcoin mà chúng ta cũng đã nói nhiều ở trên channel này. Thực ra năm 2018, một năm mà có rất nhiều những cái đề tài liên quan tới Bitcoin ETF. ETF gọi là Exchange Traded Fund, có nghĩa là đây là một quỹ đầu tư mà họ thu mua Bitcoin, sau đó là các bạn có thể là tham gia vào mua bán cổ phần của quỹ đầu tư này một cách rất là đơn giản trên thị trường chứng khoán. Thì nhiều bạn sẽ hỏi là bây giờ chúng ta cũng có những cái công ty như là Grayscale, họ cũng thu Bitcoin sau đó là họ bán cổ phần, thì có gì khác biệt? Sự khác biệt lớn nhất đối với lại Bitcoin ETF và những quỹ đầu tư Bitcoin bây giờ ở Hoa Kỳ đó chính là pháp lý. Bitcoin ETF là một cái quỹ đầu tư mà sẽ có cái sự bảo vệ tốt hơn đối với nhà đầu tư. Nghĩa là các bạn thấy là công ty nào đó mà có Bitcoin ETF, như là các bạn thấy được, giả sử như chúng ta nói tới cái đề xuất lớn bây giờ là đề xuất của NYDIG và công ty Morgan Stanley. Thì đề xuất này có nghĩa là công ty này sẽ đưa ra một quỹ đầu tư Bitcoin ETF, nhưng mà cái số lượng Bitcoin sẽ được lưu trữ bởi công ty thứ ba. Cho nên lỡ như mà công ty phát hành Bitcoin ETF bị bất cứ vấn đề gì, họ bị phá sản, thì những nhà đầu tư vẫn có thể được đảm bảo quyền lợi. Cho nên các bạn thấy được là sự khác biệt bây giờ đó giữa những quỹ đầu tư Bitcoin trên thị trường đối với quỹ đầu tư Bitcoin ETF, đó chính là nhà đầu tư sẽ an toàn hơn về cái việc là lỡ như mà cái nơi phát hành ETF bị vấn đề gì thì pháp lý họ sẽ bảo vệ tốt hơn. Cho nên ETF là một cái dạng đầu tư rất là phổ biến, và đương nhiên bây giờ chúng ta có ETF liên quan tới vàng, ETF liên quan tới chứng khoán, trái phiếu v.v. rất nhiều, và rất nhiều ETF. Và bây giờ chúng ta vẫn chưa có một Bitcoin ETF xuất hiện ở trên Hoa Kỳ. Nhưng mà gần đây chúng ta cũng đã biết là ở Canada đã có 3 quỹ đầu tư Bitcoin ETF được chấp nhận. Và khi mà ra đời đó, quỹ đầu tư ETF đầu tiên đó có thể nói là quỹ đầu tư ETF thành công nhất trong mọi thời đại khi mà chúng ta so sánh với cái số lượng người hứng thú và giao dịch so với những quỹ đầu tư ETF trước đây. Nhưng mà bây giờ Hoa Kỳ vẫn chưa có một quỹ đầu tư Bitcoin ETF được chấp nhận. Và bây giờ chúng ta thấy được là có rất nhiều động tĩnh, có rất nhiều những công ty đã lên tiếng nói là đưa ra đề xuất Bitcoin ETF. Họ cũng nói là nếu như có một Bitcoin ETF, có nhiều công ty nói là họ sẽ đưa lên trên sàn của họ, vân vân. Cho nên bây giờ cái áp lực để có một Bitcoin ETF rất là lớn. Và đương nhiên nếu như chúng ta thực sự có một Bitcoin ETF thông qua trong năm nay thì các bạn có thể tưởng tượng được là giá cả của Bitcoin sẽ tăng như thế nào. Đây là một đề tài mà Thuận rất muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn, tại vì Thuận cảm thấy được là trên thị trường bây giờ cũng ít có ai chia sẻ về vấn đề này. Và nhưng mà điều này khi mà xảy ra đây, các bạn thấy được là sẽ có một cái vấn đề đối với công ty Grayscale. Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ chúng ta thấy được công ty Grayscale đó có một cái sản phẩm rất là nổi tiếng, đó chính là Grayscale Bitcoin Trust hay là GBTC. Thì cái sản phẩm này đó là một sản phẩm mà họ có thể là bán cổ phần, và cổ phần này là dựa theo cái số lượng Bitcoin mà họ có. Thì đây là một cái sản phẩm rất là nổi tiếng và là một sản phẩm mà rất được ưa chuộng với công ty Grayscale. Tại vì sao? Tại vì chúng ta vẫn chưa có Bitcoin ETF ở Hoa Kỳ. Nhưng mà khi mà chúng ta đã có một cái Bitcoin ETF rồi thì thường nghĩ là không có lý do gì mà người ta lại đi thu mua Grayscale Bitcoin Trust, khi mà Bitcoin ETF là một cái công cụ mà theo sát thị trường Bitcoin hơn và là một công cụ mà an toàn hơn về mặt pháp lý. Cho nên các bạn thấy được là công ty Grayscale cũng hiểu điều này. Vì lý do đó, gần đây công ty Grayscale mới liên tục đưa ra nhiều cái đề xuất, nhiều cái đề nghị để mà đưa những đồng altcoin lên trên Grayscale. Và các bạn thấy được hôm nay đã có thông tin là những đồng, đồng BIẾT, đồng LINK, đồng MANA, đồng FILECOIN, đồng LPT đã được là chính thức trở thành một cái sản phẩm của Grayscale. Tại vì sao? Tại vì tương lai của Grayscale đó là bán những quỹ đầu tư liên quan tới altcoin. Cho nên cái kết nối mà các bạn cần phải hiểu đây đó chính là khi mà có một Bitcoin ETF thì công ty Grayscale sẽ càng chú tâm hơn để mà đầu tư vào altcoin, thì sẽ tốt cho thị trường altcoin chứ không chỉ riêng là tốt cho Bitcoin. Và công ty Grayscale cũng đã có nhiều động tĩnh là họ cũng muốn bản thân của công ty này đưa ra một Bitcoin ETF. Như là các bạn thấy được là Grayscale đó gần đây đã đưa ra một số những cái đề nghị mướn người, và cái số lượng người mà họ mướn đó, những cái chức vụ đó là chức vụ liên quan tới vận hành
một quỹ đầu tư ETF. Cho nên bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ là Grayscale, một là họ sẽ chú tâm hơn vào altcoin, và hai họ sẽ chuyển cái quỹ đầu tư Grayscale Bitcoin Trust này trở thành một quỹ đầu tư Grayscale Bitcoin ETF. Và đương nhiên có công ty Grayscale đầu tư vào một đồng altcoin nào thì rất là tốt cho cái giá cả, tại vì công ty Grayscale là một cái công ty mà họ là một cái lực mua liên tục. Có thể nói là mỗi quý chúng ta đều thấy là Grayscale tuy là họ vẫn thu mua Bitcoin nhiều nhất, sau đó tới Ethereum, nhưng mà những đồng altcoin mà họ hỗ trợ họ đều thu mua liên tục. Có nghĩa là các bạn sẽ thấy có một cái nguồn thu mua ấn định khi mà công ty Grayscale hỗ trợ một đồng nào. Chỉ ngoại trừ là có một thông tin nào đó mà không lường trước được, như là thông tin liên quan tới XRP thì họ ngưng, không có hỗ trợ XRP ở thời điểm này. Và nói tới những đồng mà được đưa lên trên quỹ đầu tư Grayscale đó, thì các bạn thấy là trên CryptoHuan chỉ có một đồng nằm trong nhóm này, chính là đồng Link. Thì đồng Link, Thuận vừa xem cái tài liệu thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái đường màu đỏ này, đây chính là cái số lượng đồng Link ở trên những cái sàn giao dịch. Thì các bạn thấy được là một cái hiện tượng tương tự như là chúng ta thấy với lại Bitcoin và Ethereum, đó chính là cái số lượng đồng Link rời khỏi sàn đó từ ngày 18 tháng 3 năm 2020 cho đến thời điểm là các bạn thấy là ngày 7 tháng 3 năm 2021. Trong vòng một năm qua thì Link rời khỏi sàn rất là nhiều, nhưng mà ngoại trừ đó thì các bạn thấy được là từ đầu tháng 3 cho tới bây giờ thì chúng ta thấy có một số đồng Link trở lại sàn, nhưng mà nhìn vào thời gian một năm qua thì số lượng Link trên sàn đã mất đi rất là nhiều. Các bạn có thể là lấy thông tin này để mà đưa ra quyết định cho bản thân mình. Chúng ta chuyển qua biểu đồ này, nhưng mà nhìn vào những cái tài liệu theo giờ đi, thì các bạn thấy được là khi mà chúng ta nghe nói thông tin là có quỹ đầu tư Grayscale sẽ đầu tư vào Link, thì chúng ta thấy là có một số lượng Link được đưa lên trên sàn, nhưng mà sau đó nó nhanh chóng được thu mua và đẩy ra khỏi sàn. Và đương nhiên mỗi lần mà chúng ta thấy có một đồng nào đó mà mất đi lên trên sàn liên tục trong thời gian dài là một điều mà rất tốt đối với Thuận về mặt giá cả. Nhưng bản thân Thuận thì không đầu tư vào Chainlink thời điểm hiện bây giờ, Thuận chỉ muốn cung cấp thông tin cho các bạn mà thôi. Và tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Cũng như là nếu các bạn muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital, các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái thông tin như là liên quan tới giảm phí giao dịch, hay là những bonus khi mình tham gia những sàn như là sàn Binance, BIẾT, sàn LPT, FTX, v.v. Những sàn lớn như là Coinbase, ứng dụng BlockFi, Lightning có lại, các bạn có thể nhận được bonus lên tới $250. Và đương nhiên CryptoHuan chúng ta vừa mới nói tới là một cái trang cung cấp dữ liệu hỗ trợ các bạn trong lĩnh vực đầu tư crypto. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này, và Thuận sẽ gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.